Sau trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, Alex Morgan, huyền thoại thực sự của bóng đá Mỹ, đã phát biểu không hề ngoại giao. Tôi nghĩ hôm nay, có một thứ Việt Nam đã làm được, đó là khiến chúng tôi thất vọng. Chỉ thắng tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 3-0, rõ ràng một huyền thoại đang cùng đội tuyển Mỹ hướng đến kỷ lục vô tiền khoáng hậu của làng bóng đá thế giới với 3 chức vô địch World Cup liên tiếp, thất vọng là điều dễ hiểu. Có lẽ đã có lúc bản thân Alex Morgan còn cảm thấy thất vọng về bản thân mình nhiều hơn nữa. Chính là khoảnh khắc cú sút phạt đền khá hiểm hóc của cô bị Kim Thanh đẩy ra. Khi ấy, tỷ số mới chỉ là 1-0 nghiêng về đội tuyển Mỹ. Có điều sự thất vọng ấy vẫn khá nhỏ nhoi so với những gì một trong những chân sút nữ vĩ đại nhất của bóng đá Mỹ từng phải trải qua. Ở Olympic Tokyo 2021, Alex Morgan từng có giải đấu cực kỳ căng thẳng khi phải xa cô con gái Charlie khi đó mới 1 tuổi, đến tận 35 ngày, để rồi đội tuyển Mỹ thất bại trước Canada ở bán kết, chỉ giành được chiếc huy chương đồng đầy thất vọng. Cùng năm ấy, tiền đạo này không rơi ra khỏi danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Mỹ. Ở kỳ tập trung đầu tiên năm 2022, Alex Morgan cũng không có tên. Là một huyền thoại, song sau thất bại ở Olympic, Alex Morgan phải làm lại từ đầu, chứng minh giá trị của mình thêm lần nữa. Nhưng là ở tuổi 32, chứ không phải 22. Mùa giải năm ấy, trong màu áo câu lạc bộ San Diego Way, Alex Morgan chơi cực kỳ bùng nổ, nhưng để xả giận sau những ngày tháng thất sủng. Ở tuổi 33, cô giành chiếc giày vàng với 15 bàn thắng sau 17 trận. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của huyền thoại này. Và phong độ xuất thần ấy đưa Alex Morgan trở lại với đội tuyển, trở lại với giấc mơ vô địch World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Lần thứ 4 tham dự World Cup, Alex Morgan đã tâm sự về sự khác biệt. Đến bây giờ thì tôi đã biết hơn về những thứ mình cần. Trong những lần chuẩn bị World Cup trước đây, tôi vẫn bị căng thẳng về mọi thứ, chẳng hạn như ăn gì, làm gì, ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày. Tôi căng thẳng vì từng chi tiết nhỏ. Dĩ nhiên những chi tiết này với chúng tôi cực kỳ quan trọng. Nhưng giờ thì khác rồi. Nếu có điều gì đó bớt hoàn hảo đi thì cũng chẳng sao cả. Tôi thoải mái hơn rất nhiều. Với Alex Morgan, giờ đây việc làm mẹ không còn là điểm yếu như hồi Olympic 2 năm về trước nữa. Thay vào đó trở thành thế mạnh của cô ở đội tuyển Mỹ. Làm mẹ khiến tôi cảm thấy cân bằng hơn cuộc sống của mình. Tôi có được cảm giác cân bằng hơn. Trên sân, tôi cống hiến mọi thứ cho bóng đá, cho đồng đội. Nhưng khi về đến nhà, tôi quên luôn việc mình thi đấu tốt hay tệ. Tôi sẽ vào vai một người mẹ, tập trung chăm sóc con mình thay vì phân tích quá mức mọi thứ. Làm mẹ cũng khiến Alex Morgan phải thay đổi cách chơi bóng của mình. Tâm sự với Time Studio, cô trải lòng. Trở lại sân cỏ sau khi sinh con là trải nghiệm cực kỳ khó khăn. Tôi không còn được tốc độ, cũng như những pha bứt tốc siêu nhanh ngày nào nữa. Tôi phải điều chỉnh bằng cách tìm bóng, di chuyển tìm khoảng trống nhận bóng thay vì đặt cược tất cả vào tốc độ. Đấy là điều cực kỳ may mắn, bởi khi tốc độ ngày nào quay trở lại với mình, tôi có thể kết hợp cả lối chơi ngày nào lẫn hiện tại. Hiện tại tôi cảm thấy mình luôn có mặt ở những vị trí ghi bàn tốt hơn bao giờ hết. Ở kỳ World Cup cuối cùng của mình, không những gánh trọng trách ghi bàn, huyền thoại bóng đá Mỹ này còn tự đặt cho mình nhiệm vụ dìu dắt các đàn em trẻ măng như Trinity Rodman mới 21 tuổi, Sophia Smith 22 tuổi và Alyssa Thompson mới 18 tuổi. Sophia Smith, tiền đạo ghi cú đúp vào lưới đội tuyển Việt Nam, đã tâm sự. Mỗi ngày ở trại huấn luyện, Alex luôn hết lòng che chở cho tôi, giải thích và hướng dẫn từng ly từng tí để tôi tiến bộ. Chị ấy là người mà tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi luôn quan sát cách chị ấy hành xử với bản thân và mọi người, học hỏi rất nhiều từ đó mỗi ngày. Không chỉ mình Alex Morgan, trong đội tuyển Mỹ ở World Cup lần này còn có cả Crystal Dunn và Juliet tham gia giải đấu với tư cách những bà mẹ của hai cậu con trai Marcel và Madden đều mới 1 tuổi. Với kinh nghiệm của mình, Alex Morgan cũng từng ngày giúp đỡ hai đồng đội này để thích nghi hơn với việc nước, việc nhà. Dù để Kim Thanh vô hiệu hóa quả phạt đền ở cuối hiệp 1 và chưa thể có bàn thắng để nâng cao thành tích ghi 115 bàn cho đội tuyển Mỹ, song bà mẹ Alex Morgan vẫn sẽ là cầu thủ quan trọng nhất của nhà đương kim vô địch World Cup trên con đường chinh phục kỷ lục vĩ đại bậc nhất của bóng đá thế giới.